anh có thể làm clip đặt ven ở những chỗ da mỏng như ở cánh tay cho anh em thấy không mà. Được rồi, hôm nay mình sẽ đề cập tới các vị trí da mỏng ở cánh tay. Thì cơ bản đó, da mỏng ở bàn tay hay cánh tay đó là mình phải theo mấy cái điều sau đây. Thứ nhất đó là mình phải căng da. Thứ hai đó là mình nắm cho nó đúng. Thứ ba đó là cái độ nghiêng của kim. Thứ tư là mình là đâm vô đó là chậm thôi. Không, khi mà mình thấy máu ra rồi đó, thì là mình sẽ ngóc cái mũi kim lên hay là hạ cái đuôi kim xuống để mình làm cho cái kim đó nó vô cái góc độ nó nhỏ hơn nữa. Đó, xong rồi tiến vô đó, với cái mức độ vừa phải. Như vậy đó, mình đảm bảo mấy cái này thì mình sẽ hạn chế được cái việc bể ven. Và một điều lưu ý quan trọng nữa là dùng kim nhỏ thì theo mình, cảm giác của mình đó, thì kim nhỏ nó cái ven nó bể ít hơn. Bây giờ mình đi vô cái thực hành luôn nha mấy bạn. Thứ nhất đó là mình sẽ chọn ở những cái đoạn ven đó nó ít có ngoằn ngoèo, cái đường thẳng nó đủ dài để cây kim nó vô. Cái ngoằn ngoèo á, nhiều khi cái ven nó đâm xuyên cái độ dài của cái ven đó, nó không đủ cho cái đường kim vô, nó cũng không có ổn định nữa. Nó xúc xích chút xíu là nó sẽ thoát cái đường truyền, nó thoát dẫn ra, nó thoát ra khỏi cái ven liền. Không, đó. Tới cái đoạn này rồi đó thì mình chỉ có lấy tay chặn ven để máu nó không có ra nữa. Đó, rồi mình rút cây kim đâm ra, chừa lại cái ống truyền ở bên trong ven thôi. Rồi mình gắn cái flush nước biển vô để mình thử coi cái ven có thông không. Đó, mình bơm vô khoảng chừng 3 ml thôi mấy bạn, là thấy thông rồi. Ai cẩn thận nữa thì rút ra coi máu nó có ra không thôi. Mình nhiều khi cái ven nhỏ máu nó không ra, rồi dán lại xong. Để cho phong phú thì mình sẽ làm nhiều thí dụ cho mấy bạn coi nhiều cái dạng ven khác nhau. Đó, cái này đó là nói về cái việc căng da ha mấy bạn. Mấy bạn căng da đó thì mấy bạn căng ở trên mu tay đó thì phải chừa chỗ cho cây kim của mình nó đủ 15 cho tới 30 độ. Đó, mình để cái ngón tay cái của mình đó là ở dưới cái ngón tay, không có để trên cái mu bàn tay. Nếu mà mình căng da mà mình để trên mu cái bàn tay đó, nhiều khi cây kim nó không có đủ 30 độ hay là dưới 15 độ được. Đó, thành ra mình phải để cái ngón tay cái của mình ở cái vùng ngón tay của bệnh nhân thôi. Thì cây kim nó thoải mái từ 0 độ cho tới 30 độ đều đi được hết. Nếu mà cẩn thận hơn nữa, đối với những em bé mình có thể căng ở dưới và trên. Về việc tại sao mình dùng cây kim đâm ở 15-30 độ, đó, để cho mình thử các bạn coi nè. Đó, cái này thí dụ như cái ven của mình chứ gì, mình đâm vô 45 độ á, là nó sẽ xuyên qua luôn cái thành ven bên kia, là có thể máu nó chảy ra xuống dưới, bắt đầu nó ven nó bể hơn liệt hay là không thành công. Còn mình đâm ở 30 độ á, đó, mình đâm 30 độ thì cái độ xuyên sâu hơn, sâu vô nó được nhiều hơn chút. Sau đó mình ngóc cái mũi kim lên á, thì cái bề giác ở mặt trên của kim á, nó rất là tà, nó có cà lên cái thành ven ở trên á, nó cũng không có đâm xuyên được cái thành ven nữa. Cái mặt giác ở dưới á, mặt giác ở cái mũi kim á, thì nó mới bén thôi, chứ cái mặt giác nằm ở bên trên, cái miệng mặt giác nằm bên trên là nó tà lắm, nó đâm không có được. Đó, chỉ cái mặt giác ở dưới mới đâm xuyên qua được thôi. Đó là lý do tại sao mình phải đi cây kim nó 15-30 độ, để với là mình ngóc cái mũi kim lên để cho cái mình tiến cây kim sâu hơn chút xíu, khoảng 1-2 ml, để cho nó nằm hoàn toàn trong ven rồi đó, thì mình tiến cái đầu cờ nhựa vô để dẫn truyền nước biển đó, thì nó sẽ đi thẳng vô trong ven, nó không có đâm đụng qua cái thành ven bên kia. Nếu mà mình để chừng 45 độ, nhiều khi nó sẽ đụng vô thành ven bên kia liền.
Đó, cái đó là lý do của mình tại sao mình hạ đuôi kim hay là mình ngóc cái đầu kim xuống sau khi mình thấy cái máu chảy ra ha mấy bạn. Đó, mình thử thêm một lần nữa. Cái việc mà đâm kim 45 độ đó là nó là thuộc về một cái kỹ thuật khác rồi mấy bạn. Đâm kim 45 độ nó thuộc về một cái kỹ thuật khác. Cái kỹ thuật đó thì nó mình sẽ đề cập trong cái video khác nếu mà có các bạn yêu cầu. Còn ở đây là mình chỉ sử dụng cho những cái ven nó nổi, da mỏng thì mình đâm cây kim rất là nông, là khoảng chừng 15-30 độ thôi. Đó, sau khi mình chọn được cái đoạn ven thẳng rồi thì là mình căng da rồi bắt đầu mình chọn cái góc là 15-30 độ, bắt đầu mình đâm cái kim vô ha mấy bạn. Đó, mình đâm vô từ từ, tiến chậm thôi, không có gấp. Đó, chậm rồi mình thấy máu, bắt đầu máu phục ra rồi nè, máu nó chảy ra ở cái đuôi kim, là mình thấy máu phục ra, mình ngóc lên chút xíu, mình tiến vô thêm 2mm nữa để cho cái mũi kim với là cái đầu nhựa nó nằm hoàn toàn trong ven, nó không nằm ngoài ven. Nhiều khi máu nó phục ra là mới cái đầu kim nó đâm vô thôi, cái đầu nhựa nó chưa vô, mà mình vội vàng mình rút, mình tiến cái đầu nhựa vô nữa rồi thì cái đầu nhựa nó sẽ nằm ở bên trên cái thành ven, nó không vô bên trong ven được. Bởi vì mình phải tiến vô 1-2cm rồi mình tiến vô hoàn toàn sát vô rõ ràng, rồi bắt đầu mình mới lấy cái cây cylinder flush để mình flush nước biển vô, coi ven có thông không. Đó, flush nước biển vô chừng 3ml thôi không đủ rồi mấy bạn, không có cần nhiều quá. Đó, 3ml là đủ rồi, bắt đầu mình tháo ra rồi dán lại đàng hoàng. Không, đó, không cần nhiều. Ở đây là mình thử tới bệnh nhân Nhi nha mấy bạn. Bệnh nhân Nhi đó thì là mình dùng cái cỡ kim nhỏ nhất. Đó, nhưng mà mình sẽ căng da hai chiều cho bệnh nhân Nhi luôn, tại vì mình có thể nhờ người phụ tá căng ở phần dưới và phần trên cho da nó căng. Cái việc căng da này nó làm cho cái ven nó thẳng, nó không có chạy. Thứ hai nữa là cái da nó căng đó, cái kim nó đâm vô đó nhanh, gõ nó ngọt hơn, nó cảm giác đau ít hơn, thấy máu phục ra. Mình hạ đuôi kim hay ngóc mũi kim lên, tiến vô 1-2mm nữa, máu nó phục ra rồi, bắt đầu mình có thể tiến cái phần nhựa vô hết.